Sau hàng loạt những vụ ngộ độc, vấn đề an toàn thực phẩm tiếp tục trở thành vấn đề nóng trong thời gian qua. Và đáng chú ý là trong kết quả đánh giá xếp hạng các quận, huyện, thị xã trên địa bàn về công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2016 vừa được Hà Nội công bố thì cho thấy có một số quận nội thành đứng gần nửa cuối bảng xếp hạng này. Cụ thể, trong bảng xếp hạng được công bố này có một số quận nội thành đứng ở nửa cuối bảng xếp hạng, chẳng hạn như quận Tây Hồ đứng thứ 14, quận Hai Bà Trưng thứ 12, quận Đống Đa xếp thứ 10. Trong khi đó, quận Thanh Xuân được xếp hạng thứ nhất, quận Long Biên thứ 2, Bắc Từ Liêm thứ 3, huyện Sóc Sơn hạng 4, huyện Thanh Trì hạng 5, hai quận Hoàng Mai và Cầu Giấy cùng ở hạng 6, Hoàn Kiếm đứng hạng 7. Một số quận ngoại thành có thứ hạng cá biệt như huyện Đan Phượng thứ hạng 19 và huyện Ba Vì là thứ hạng 20.